Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Y tế có phương án phù hợp, bảo đảm đủ vaccine tiêm mũi tăng cường, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả và đúng quy định. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức thần tốc hơn nữa việc tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19, chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2021 và hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, trừ trường hợp chống chỉ định. Không để sót các trường hợp thuộc diện phải tiêm, nhất là người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 1 năm 2022, mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý 1 năm 2022.